thì hôm nay sẽ là clip ăn kẹo. Hôm nay sẽ là một clip ăn bánh mochi Nhật Bản nha. Mình tụi mình chưa ăn bây giờ đúng không? Mình tụi mình ăn bây giờ chưa? Phỏng vấn của mình tụi mình. Mà thế. Như thế nào? Mới bỏ trong tủ lạnh đây. Mà thế. Nào. Chưa. Thì hôm nay sẽ là clip review cái bánh này. Thì mình thấy cái bánh này người ta review đã khá là lâu rồi, nhưng mà tại vì dịch nên là bây giờ mình mới đặt về được. Thì ở đây có rất là nhiều vị luôn. Và từng có thích ăn vị nào? Cái này là trà xanh đúng không? Đúng rồi. Đồ trà xanh. Nước. Anh giám phúc đồ ăn. Mọi người vừa giám phúc đồ ăn. Đồ trà xanh. Ở đây thì mình mua có vị trà sữa nữa nè. Vị trà sữa nè, vị trà xanh nè. Đó. Vị khoai muôn nè. Cái này mình đặt ở trên Shopee đấy. Mà dịch rất là khó, khó giao về luôn đó nha. Có cả ở đây thì sẽ có là xoài nè, dâu nè, dưa gan nè. Đó, đủ thứ loại luôn. Tụi mình có muốn ăn thử hay là mùi đó? Không có gì hết mọi người. Nói chung là những cái món này nó nói về là thứ nhất, mình ăn món này nó hết sức bình thường. Thứ hai, trà xanh. Trà xanh. Anh nhấm phúc đồ ăn. Bây giờ có hỏi ăn thử không? Có, ăn thử đi. Ok. Bây giờ anh muốn ăn cái nào? Ăn trà xanh trước. Ê, lỡ tay thật. Ăn trà xanh trước đi. Trà xanh đúng không? Ok. Ok, và tụi mình muốn ăn trà xanh đúng không? Ok. Và tụi mình thèm trà xanh. Ok. Ok, và tụi mình thèm trà xanh nha mọi người. Để hết dịch thì cho ăn nha. Thôi toàn. Ok. Ta sẽ bắt đầu mở ra. Wow. Gì nhá? Ở trong đây nó sẽ có 6 cái bánh mọi người. Đây, 6 cái bánh như thế này. Nhìn giống như là bánh trung thu ấy. Mọi người có thấy bánh trung thu không? Ăn đi, ăn đi. Từ từ đi. Bóc con. Mở ra cho mọi người cứu. Ok. Cái gì rồi? Từ từ phải khui ra hết, phải khui ra hết. Rồi, ok nha. Wow! Sẽ có 6 cái bánh ở trong đó. Wow, mình tụi bạn thử coi. Cái này kéo ra được đấy. Nhưng mà bánh mềm luôn. Bánh gì mà giống như bột đấy, có bột trên này. Thì bột thì ở trong nó có nhân đó, bánh mochi nó vậy đó. Wow. Cái này mình đã đông lạnh rồi nên là nó khá lạnh luôn. Chắc là ăn ngon lắm. Wow. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test thử cái vị trà xanh nha mọi người. Nè, nhìn vào nè. Làm gì vậy? Nặng hả? Cũng không chơi dơ quá. Dính ngon vậy? Ấy gì dính ngon vậy? What the hell? Nhưng mà nó khá là đắng luôn á. Trà xanh hình như nó có nhiều trà quá hay sao á. Nó hơi nuốt rồi, nó dính vào mồm nữa. Dính vào mồm nó nuốt rồi luôn. Nuốt thiệt. Tự nhiên phải thử lấy trà thì mà biết ngay ăn này cái dính mà. Dính mồm không nuốt. Gì vậy? Không nuốt được. Nuốt được nửa vào đây thôi, còn miếng nó dính trên này thôi, hai đứa nó bán nhau á. Mắc ói. Do anh ăn ham quá, anh đã phải cắn từng miếng nha. Đang ăn anh đừng có nói cái chữ mắc ói ra được không anh? Không phải mắc ói ra đồ ăn mà mắc ói ra ăn ham á. Ăn một miếng vào đây, ăn nó trôi một nửa xuống đây, còn nửa nó mắc mẹ trên này. Thế là vui rồi. Rồi, thử vị hai. Mà thấy ngon mà, nhưng mà nó hơi ớn, anh ơi. Ừ, ok. Miu Miu ăn không? Miu. Ok, thử vị tà thừa đi, tà tưa đi. Trà sữa đây nè. Ở đây phải tà thừa ha. Thế còn cái này là gì? Cái đó là bánh bền nhé, không biết được nè. Ok, chúng ta lại tiếp theo với cái vị tà thừa. Mình nào. Mua tới tận là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chín hương lận anh. Chín hương. Ừ. Cái gì chín hương? Ừ, chín hương. Review một hương nãy giờ là mất 30 phút rồi, chín hương là 300 phút.
Ok, mình sẽ bóc ra cho mọi người xem nha. Wow, nó cũng y chang như cái kia mọi người. Nhưng mà cái này sẽ là trà sữa. Bây giờ mình ăn chung đi. Nó là màu vàng nha mọi người. Màu vàng. Vàng. Bây giờ mình sẽ bóc nhân nó ra. Ok. Có người review cái gì vậy? Nhân rồi. Wow. Cái trà xanh này dở hơn cái này nha. Cái này ngon hơn à. Anh tại vì cái trà xanh ngọt. Ừ. Cái này nó tưởng ngọt hơn đúng không? Ừ. Nhưng mà nói chung là ăn cái này á mọi người, kiểu nó ngán ngán sao quá không? Ừ, nó bị ngọt quá đúng không? Nó bị ngọt, ngọt với lại nhiều gạo quá mọi người. Giống kiểu mọi người ăn cơm nhiều mọi người sẽ bị nê ấy. Nên đây là gạo nếp này. Nếu như mà mình đoán không nhầm, đây là mình cũng không biết là người ta làm bằng cái gì, nhưng mà mình nghĩ là nó là gạo nếp. Bởi vì lúc mà mình ăn mà mình có cảm giác bị nê bụng. Nó kiểu nó bị cồn cào trong bụng ấy. Tức là giống kiểu khi mà mọi người ăn kiểu ăn xôi ấy. Nó cảm giác giống như kiểu mọi người ăn xôi ấy. Bây giờ mình sẽ ăn cái này đi. Cái này là nhân nhỏ này. Này là cái gì? Cái đó là dâu. Dâu à? Vợ sẽ ăn xoài, anh ăn dâu nha. Dâu cái này. Của mình sẽ là màu này. Của bà tập vợ sẽ là màu đỏ. Còn mình sẽ là màu này. Thơm. Thơm phải không? Ở trong nhân mà nói với mọi người. Ngon quá à. Khá là ngon luôn á. Quất, bên là bên kia. Còn cái dưa gan mà anh ăn thử dưa gan với màu xanh nè. Màu xanh lắm. Nó khác, kiểu cái mùi nè, nó thơm mùi xoài lắm. Mà ở trong nó còn có nhân kim hay là nhân gì á mọi người, khá là ngon luôn. Dưa gan. Úi dồi, nè. Nó dính bòi đấy mọi người. Là nó kiểu không có ngán hơn. Ăn cái này ngon hơn, nhỏ nhỏ này ngon hơn nè. Ngon cực luôn. Làm nước đã rồi review tiếp nha mọi người. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ khui một cái này. Thì cái này sẽ là nhân đầu đỏ nè. Nhân cái này sẽ là phiên bản của cái này nhỏ. Nhưng mà sẽ ngon hơn giống cái này. Để thử xem cái phiên bản nhỏ, xem những cái phiên bản lớn là ăn hơi ngán rồi đó. Cái này là cái gì vậy? Cái nhỏ khoai môn à? Cái đó hả? Cái đó là đầu đỏ đó anh, chưa có nhân đầu đỏ đó. Cái đó là nhân đầu đỏ. Mình sẽ ăn thử viên ôi cái này nó có nguyên một hạt đậu bị vướng ở đây luôn này. Mình bóc cái hạt đậu ra cho anh em xem này, nguyên hạt đậu luôn nè. Wow, cái này đầu đỏ hay đầu đen nhỉ? Đầu đỏ. Wow, nó cũng kiểu nó sẽ dai mọi người thấy không? Wow. Như kiểu đậu nấu chè của mẹ tớ ở quê ấy. Đúng như y chang như khoai môn luôn. Mình ăn cái vị này nó cũng y chang như là khoai môn và có một lớp nếp ở phía ngoài ấy nhờ. Nó cũng khá là thơm luôn, nó nghe như y chang như là mùi khoai môn luôn á. Mình rất thích ăn kim khoai môn. Ăn thử ăn. Ngon ha. Mumu cũng ăn không rồi. Anh cho Mumu một miếng, không biết Mumu ăn không. Dính răng nó. Nó hử đi không, nó đi rồi. Rồi, đồ hồi bánh khác đi. Bánh. Mua hôm nay hộp bánh mà. Hộp bánh này thì mình cũng không biết rồi, mình mua cái này thì được tặng á. Hộp bánh là hộp bánh được tặng khi mà mua kìm. Ok. Mình sẽ ăn hàng tặng thử nha. Ok, thì đem biết đâu hàng tặng. Nhưng mà nói chung là hai gói này khá là ngon luôn. Cho anh biết giá. Gói này, một gói này 45, 40 nghìn. Một gói này 80. Rồi. Còn gói cái hộp này 42 nghìn. 40, 80, 120 rồi. 24. Rồi thêm cái này được tặng. Wow. Ok, đây là hàng được tặng mọi người. Nó chỉ là bánh quy bình thường thôi. Nhưng có mà thể là thích cái nhân mà. Có nhân á, phải bóc ra xem. Nho. Nho hả? Không, blueberry. Nó gì? Nè, cái quả blueberry nè. Là quả gì? Không biết được. Ok nha. Ok nha, được cho mọi người. Khá là ngon. Có gì không? Nói chung là anh chấm điểm thử. Nếu mà mình chấm điểm nào á thì mình thấy là nó bị dẻo. Mà nó dễ bị dính miệng. Nhưng mà uống nước á. Cái loại uống trà. Cái loại nhỏ ấy
cái loại nhỏ ấy thì nó rất là ngon. Ừ, mà cái loại lớn thì mình kiểu mình là cái thằng kiểu ăn tham lam ấy, chứ giờ mình kiểu thích ăn rồi cầm cả cục rồi mình nhét mồm ấy, xong rồi nãy mình bị nghẹn ấy. Thì cái phần lớn là đề nghị nhà sản xuất là làm nhỏ để tớ dễ nuốt. Rồi, thế rồi, em có nhận xét gì không? Mọi nhân vật cũng thấy cái món này ngon. Cái nào? Cái món trái cây. Ừ. Trong món rồi để cái món này cũng khá là ngon luôn mọi người, nó giống như là kiểu y chang là cái vị ở ngoài luôn á. Mình cực kỳ thích ăn khoai môn luôn. Ăn chim mà mình cực kỳ thích ăn khoai môn. Và cái này gói này cũng rất là ngon. Nhưng mà nó không phù hợp với những người mà kiểu thích ăn mặn hay là ăn chua á mọi người. Nói chung là cái này nó thiên về ngọt, rất là ngọt luôn. Đúng đúng. Nhưng là bánh rất là ngọt và dẻo. Nên là mọi người phải ăn từ từ. Không ăn từ từ giống như gừng từ vừa là có thể bị nghiện đấy. Quá chuẩn luôn. Đúng. Ok. Còn em muốn ăn cái này không? Không. Có, nói chung là mọi người, nếu mà mọi người thích nhai thì khuyên là mọi người nên mua cái này. Hạn chế mua cái này nhưng mọi người nó cực kỳ ngọt luôn á mọi người. Ok thì chắc là kết thúc clip tại đây. Nói chung là clip review về bánh mochi cũng như đó. Nói chung là mình định mua bánh trung thu nhưng mà dịch quá, người ta cũng không giao được, thế là không mua được bánh trung thu nên là thôi ăn tạm mà bánh mochi Nhật Bản đi mọi người. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc nha.